Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở Hyundai Honda Đức 10 với địa chỉ là ấp Chà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì theo như yêu cầu các bạn thì hôm nay Nhuận sẽ review cho các bạn một dòng Airblade 2023. Ở phiên bản này là chính là phiên bản đặc biệt nha các bạn. Thì phiên bản đặc biệt này là nó sẽ giống như phiên bản của 150 mà Honda đã khai tử của dòng Airblade trong thời gian qua các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì khi mà Honda đã ra mắt cái động cơ 160 á, thì đồng nghĩa với việc á, là Airblade 150 thì sẽ được Honda khai tử nha các bạn. Thì trên màn hình bạn đang xem chính là một dòng Airblade phiên bản đặc biệt của 160 ha. Thì bây giờ Nhuận sẽ cũng như là review sơ về cái dòng này. Kế tiếp là cập nhật giá cả trong điểm hiện tại, chương trình khuyến mãi vừa cũng như là chương trình trả góp cho các bạn luôn nha. Thì các bạn thấy là dòng này được lấy hình ảnh từ những tia sét, cho nên là dòng này sẽ mang hình ảnh phong cách rất là thể thao. Tuy là dòng tay ga cho nên á, nhưng mà dòng xe Airblade này mang đậm phong cách rất là thể thao các bạn. Về cụm đèn pha thì sử dụng là giữ nguyên là cụm đèn pha LED, nhưng mà cái phần này sẽ thay đổi là nó sẽ lớn hơn so với phiên bản 150, nhìn thấy phong cách rất là ngầu luôn nha các bạn. Rồi thì với cái đèn pha LED này anh ta sử dụng nó là nó đưa ánh sáng trắng, cho nên là mình sử dụng nó rất là dễ nhìn khi đi vào ban đêm nha các bạn. Mức tiêu hao nhiên liệu là nó 2.30 trên 100 km các bạn. Thì với mức tiêu hao nhiên liệu này á, thì với một động cơ 160 á, thì đây là cùng mức nhiên liệu cũng là gọi là tiết kiệm xăng nha các bạn. Thì ở phiên bản này á, thì Honda đã thay đổi cái phiên bản gọi là cái phiên bản fan ABS các bạn. Nói chung là không phải là thay đổi gì nhiều, nhưng nó sẽ mang tính chất là thẩm mỹ hơn, phong cách là thể thao hơn các bạn. Cái phần phanh đĩa của cái so với cái phanh ABS các bạn, nó sẽ liền hơn so với những phiên bản trước. Có nghĩa là những dòng trước ví dụ như là Winner X nè, rồi SH rồi nè, thì những cái phiên bản này nó sẽ gòi ra giữa cái ABS và cái phanh đĩa. Những cái quay cho bạn xem đây, cái phanh đĩa này sẽ gòi các bạn, còn phiên bản này nhìn thấy nó liền hơn, nhìn thấy nó cực kỳ đẹp và nó rất là thể thao và nó rất đẹp cho các bạn. Về cái phần hông xe các bạn thấy nè, thì ở đây á, là được thay thế từ 150 thành là 160 cho các bạn, và ở phần trước á, là SB, có nghĩa là Spectico và Edition, đây là phiên bản đặc biệt nha các bạn. Về cái phần thân xe để các bạn thấy nè, cái phần thân xe thì được Honda vuốt nhọn lên ha. Nói chung là mình sẽ không thấy rõ gì nhiều nếu như mà các bạn mình để riêng á, nếu mà hai xe mình để chung 150 160 á, thì mình sẽ rõ ràng mình thấy nó sẽ phần đuôi xe nó sẽ vuốt nhọn hơn ha. Và cái tem Airblade này cũng dẫn chế riêng, và cái phần phía dưới á, là có một cái thêm tem Spectico và Edison thấy các bạn. Cái phần đuôi đèn thì sử dụng là cũng là đèn LED luôn, cho nên là nó và ở phần này anh sẽ giảm nhẹ cái cường độ ánh sáng, nó dịu nhẹ hơn, cho ánh sáng nó cực phù hợp cho mình ha. Và ở cái phần này sẽ thay đổi là động cơ 160 ha, với động cơ là EV cộng nha bạn. Thì với động cơ EV cộng này sẽ kết hợp thêm là 4 van, nó sẽ tăng cái hiệu suất đốt cháy nhiên liệu, cũng như là xe của mình nó sẽ vận hành một cách êm ái hơn, cũng như là thân thiện với môi trường nha các bạn. Thì động cơ ESP cộng thì các bạn, nếu như các bạn mình không hiểu rõ ESP là gì á, thì các bạn mình có thể search rõ trên Google, hoặc là sau này á là những sẽ ra một clip nói về động cơ ESP cho các bạn tham khảo luôn nha. Về cái mặt đồng hồ các bạn, thì mặt đồng hồ này á là được Honda thiết kế là LCD các bạn, full 5 bảng LCD, cho nên á là với cái những cái thông số bên trong á là nó rất là dễ nhìn luôn. Và cái Nhuận đã có test thử rồi, cho nên á mình để ngoài trời á, với nhiều bạn hay than phiền á là cái chữ số bên trong á là mình chạy ra ngoài nắng á nó không thấy rõ, nhưng mà các bạn cứ yên tâm ha. Thì Nhuận đã thử rồi, cho nên là khi mà mình hoạt động ngoài trời á là cái đèn nó nhìn thấy nó rất là sáng, nó không bị mờ nha các bạn. Về cái phần hệ thống khóa thông minh á là nó bao gồm những chức năng. Những chức năng của nó ví dụ như là nó có hai cái remote, nó có nó là dạng như là được thiết kế là hai cái remote, và trên cái remote của nó là nó sẽ được kế là ba chức năng, khóa xe, mở xe, và cái nút trên đó là tìm xe và chống trộm. Thì những chức năng này là hệ thống khóa thông minh, cho nên nó là đem lại sự an toàn tuyệt đối cho bạn khi mình sử dụng Airblade 150 này nha.
Về cái phần cốp xe nè các bạn, về phần cốp xe được Honda thiết kế là nó sẽ rộng hơn so với cái phiên bản 150 nha các bạn. 150 và 125 ở phiên bản cũ á, cho nó dễ ha. Vậy thì ở bên trong á thì các bạn thấy là được cái cổng USB á là được bên phía Honda được thay đổi lại. Thì như trước các bạn thấy á, khi các bạn mua xe khao xong cái cổng USB này á, thì các bạn mình cần phải ra những tiệm điện máy để mình mua thêm cái cổng chuyển đổi. Nhưng ở phiên bản này thì Honda đã thay đổi về cái cổng USB luôn, mình có thể là dễ dàng cắm sạc khi mình cần nha các bạn. Và cái này á, là cái bình xe, cái bình xe á, thì ở phiên bản trước á, là để phần mặt nạ, và ở phiên bản 160 này nó sẽ thiết kế là đưa vào cái bên trong cốp xe luôn nha bạn. Nó sẽ nhìn thấy nó sẽ an toàn hơn so với cái bình để mà trước mặt nạ ha, và nó sẽ nhìn cũng thẩm mỹ hơn và cũng như là dễ dàng lắp ráp hơn. Đối với các bạn mình có thể là tự thay bình ở nhà luôn cũng được nha các bạn. Rồi thì các bạn thấy là ở phiên bản này á, là cái phần che bô á là được Honda thiết kế lại ha. Thì nếu như cái phiên bản trước á thì các bạn hay than phiền vấn đề là động cơ nổ lớn quá, cũng như là xe bị gung phần đầu, thì ở phiên bản này á thì Honda được thiết kế á, là cái ống xả được thiết kế lại dạng như là nó có hệ thống chống gung êm ái hơn, và nó sẽ cho ra cái tiếng bô như mình nó không có lớn quá nha các bạn. Rồi thì để tránh lầm mất thời gian nha bạn, thì Nhuận sẽ cập nhật giá ở cái phiên bản 160 này các bạn. Thì phiên bản 160 hiện tại nó có hai phiên bản, đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn. Thì phiên bản tiêu chuẩn thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 63.990.000 cũng như là gần 64 triệu nha các bạn. Kế tiếp là phiên bản đặc biệt là phiên bản màu xanh xám đen như trên màn hình ha, thì giá hiện tại của phiên bản này là 65.990.000 cũng như là gần 66 triệu ha. Thì về cái phần khuyến mãi thì các bạn mua xe ở trong thời điểm hiện tại đầu tháng 6 này thì các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng, bao gồm nón bảo hiểm, áo thun, áo mưa, 2 lít rưỡi xăng và 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí. Mình sẽ được giảm giá là 50% phí đèn nhớt tại hệ thống Hết Honda Hồng Đức 10. Và các bạn sẽ được tặng phiếu giảm giá là 30% trên phí dịch vụ phụ, là mình sẽ sử dụng vào việc ví dụ như là mình có gắn thảm lót chân, hay là những phủ nano, hay là những phụ kiện trang trí và nó vừa trang trí và vừa bảo vệ cho xe, thì những cái đó mình sẽ được giảm giá là 30%. Thì ở phiên bản này khi các bạn mua xe thì các bạn sẽ được tặng phiếu giảm giá là 500.000. Thì cái phiếu này mình sẽ được gắn miễn phí vào những cái phụ kiện đó. Thì cái đó thì khi các bạn mua xe thì Nhuận sẽ tư vấn rõ thêm cho các bạn mình dễ dàng tham khảo ha. Và cái dòng này thì bên mình, cửa hàng bên mình có chương trình trả góp lên online đầy đủ cho các bạn luôn nha. Thì ví dụ như các bạn mình có nhu cầu lên online thì có thể là kết bạn Zalo cho Nhuận qua số điện thoại là 0964234808 để Nhuận có thể là tư vấn cho các bạn thêm luôn nha các bạn. Thì Nhuận sẽ kết thúc clip đây nha các bạn. Và nếu như các bạn thấy clip của Nhuận hay và bổ ích, có thể là để em làm lượt đăng ký để ủng hộ cho Nhuận nha. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.